Rồi đọc đi. Con tả văn tả mẹ. Mở bài. Xưa ta có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lần thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi nghe câu văn này, em đã liên tưởng đến người đã chỉ em tập đi, đã chỉ em tập nó và cũng là người sinh ra em. Đấy chính là mẹ của em. Mẹ của em đã hơn 40 rồi. Dáng người của mẹ mũm mĩm và có chiều cao cân đối nên lúc nào mặc đồ cũng đẹp cả. Mẹ em là một người sành về thời trang, khi ra ngoài thì cũng phải mặc một bộ đồ, bộ quần áo mới nhất của mẹ. Mặt mẹ có gương mặt tròn để điểm nhấn, và mẹ nổi bật nhất là chính là chiếc càng trẻ như hình quạt, hình trái tim úp ngược. Da mẹ nước trắng vì luôn luôn được chăm sóc đặc biệt, nhưng lại có khá nhiều nếp nhăn vì tuổi già. Răng mẹ trắng như lòng trắng trứng gà, luôn được vệ sinh kỹ càng. Rồi hết hả? Hết rồi. Còn mới thăng bài hả? Đang thăng bài. Còn kết luận nữa. Rồi hay quá, con gái mẹ hay quá, nên làm tiếp đi con. Dạ. Kết luận cho kết quả tốt nha con. Dạ.